vị và các bạn, hiện tại thì Khánh Ly đang có mặt tại thôn Yên Khê, xã Biệt Hòa, huyện Khói Châu. Nơi đây có một nghệ sĩ trẻ tài năng. Vậy thì vị khách mời đó là ai? Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự của chương trình. Nghệ sĩ Trần Tuấn Hiệp, sinh năm 1998 tại thôn Yên Khê, xã Việt Hòa, huyện Khói Châu. Mặc dù sinh ra trong một gia đình không có ai hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, nhưng ngay từ nhỏ, Tuấn Hiệp đã có niềm yêu thích với ca hát và đặc biệt thích xem các loại hình nghệ thuật truyền thống. Những năm học cấp 1, cấp 2, Tuấn Hiệp luôn là cây văn nghệ tại địa phương. Cháu đi mẫu giáo, lúc nào cũng được lên hát, mà biểu diễn ở chương trình ở nhà trường có cái gì học hát hết. Cháu đam mê nghề này lắm, về nhà hát hò rồi, có cái gì hát hò thích lắm. Suốt ngày về đây là các bác các chú đến chơi, các bạn mày hát cho chú nghe là hát ngay, thích lắm. Đầu năm lớp 10, Tuấn Hiệp được tuyển vào lớp đào tạo diễn viên tuồng do Nhà hát Tuồng Việt Nam tổ chức. Sau đó, anh được nhà hát cử đi đào tạo tại khoa kịch hát dân tộc của Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, Tuấn Hiệp về công tác tại Nhà hát Tuồng Việt Nam và dần dần thể hiện được tài năng của mình ở loại hình nghệ thuật truyền thống được coi là khó và kén khán giả này. Tuấn Hiệp thường được giao vai kép chính và anh đã thể hiện thành công nhiều hình tượng nhân vật trên sân khấu tuồng, tiêu biểu như vai Lê Hoàn trong vở Làm Vua Chuyện Ngoài Chính Sử, vai Anh Lê trong vở Tình Mẹ, vai Vua Minh Mạng trong vở Trung Thần, vai Triệu Đình Long trong vở Triệu Đình Long Cứu Chúa. Trần Tuấn Hiệp có nuôi diễn sắc sảo, tinh tế, giọng hát truyền cảm. Anh đã khai thác sâu yếu tố cơ bản của nghệ thuật tuồng kết hợp với yếu tố thanh, sắc, thục, tinh, khí, thần. Phải nói là hiệp hội tụ đầy đủ các yếu tố như là thanh, sắc, thục, tinh, khí, thần, nhất là về thanh, về sắc. Hiệp là một người rất là gần gũi đấy, và cũng có nghĩa là một người gần gũi là một người học hỏi và có thể là sẽ lĩnh hội những cái ý kiến mà của các thầy cũng như là các nghệ sĩ đàn anh đàn chị hoặc đồng nghiệp góp cho ý kiến cho mình để cho mình nâng cao được hơn trong nghề. Ngoài công tác chuyên môn ra thì trong các hoạt động phong trào thanh thiếu niên là Hiệp cũng là người rất là năng động và có sáng tạo. Tuấn Hiệp là một trong những cái bạn diễn viên được các thế hệ nghệ sĩ diễn viên, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, các thầy rồi các đạo diễn rất là quan tâm. Bản thân Tuấn Hiệp là cái người có khả năng, có năng khiếu, cũng rất là yêu nghề và có cái chí hướng muốn phấn đấu là làm nghề. Từ khi ra trường cho đến nay thì phải nói rằng là Tuấn Hiệp cũng đóng góp cho cái lĩnh vực sân khấu truyền thống nói chung và sân khấu tuồng nói riêng. Có thể nói là Tuấn Hiệp là trong diễn viên trẻ tài năng có nhiều cái triển vọng để đóng góp cái sự phát triển nghệ thuật tuồng truyền thống của Việt Nam trong tương lai. Một trong hàng ngàn các bà mẹ. Tuy mới 24 tuổi, song nghệ sĩ trẻ Trần Tuấn Hiệp đã có hơn 10 vai kép chính để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Anh đã đạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, tiêu biểu là giải diễn viên xuất sắc liên hoan sân khấu Trung Quốc ASEAN tại Nam Ninh, Trung Quốc năm 2019, huy chương vàng cuộc thi tài năng diễn viên tuồng và dân ca kịch toàn quốc năm 2020. Mới đây nhất, tại liên hoan tuồng và dân ca kịch toàn quốc 2022, Tuấn Hiệp đã đạt huy chương vàng với vai diễn Thập Đạo Tướng Quân Lê Hoàn trong vở diễn Làm Vua Chuyện Ngoài Chính Sử. Có thể nói, Trần Tuấn Hiệp chính là thế hệ nghệ sĩ trẻ tài năng đang tiếp nối và giữ lửa nghệ thuật tuồng. Quý vị và các bạn thân mến, gương mặt nghệ sĩ Hương Yên ngày hôm nay khá là đặc biệt phải không ạ? Nghệ sĩ trẻ Tuấn Hiệp, người đã lựa chọn cho mình loại hình nghệ thuật biểu diễn tuồng, một loại hình nghệ thuật khá là độc đáo và kén khán giả. Vậy thì xin mời quý vị và các bạn cùng với Khánh Ly trò chuyện với Tuấn Hiệp để cùng tìm câu trả lời. Xin chào Tuấn Hiệp. Vâng, xin chào chị Khánh Ly. Xin chào toàn thể các bạn đang xem đài truyền hình Hương Yên. Tuấn Hiệp thân mến, như đã nói thì tuồng là một loại hình khó tiếp cận khán giả. Rất là ít người có thể ngồi kiên nhẫn nghe từ đầu đến cuối một vở tuồng. Vậy thì tại sao một nghệ sĩ trẻ như Tuấn Hiệp lại lựa chọn tuồng làm nghiệp diễn của mình? Thưa chị Khánh Ly cùng toàn thể các quý vị khán giả, thì từ đầu tôi tiếp cận với nghệ thuật tuồng nó cũng là một cái duyên đi. Người ta nói là nghề chọn người đấy ạ. Thì tại vì cái lúc mà tôi vẫn còn bé, khoảng 17 tuổi, thì lúc ý có một người chú nói với tôi rằng là lên trên Hà Nội để học môn nghệ thuật, đi học hát. Thì cá nhân tôi thì tôi cũng cứ tưởng là đi học hát là hát nhạc kính phòng, rồi học nhạc viện quốc gia. Nhưng mà không, lên trên Hà Nội thì tôi được tiếp xúc với các nghệ sĩ nhà hát tuồng Việt Nam. Và lúc đấy là cũng biết là mình đi học hát tuồng. Về cá nhân tôi thì tôi rất là trân trọng các cái bộ môn nghệ thuật truyền thống của dân tộc Việt Nam. Thế là cái ngọn lửa trong tim mình nó cứ trỗi dậy và dần dần ngày càng yêu nó. Và đến bây giờ thì chắc chắn là sẽ theo nó đến già.
Xin cảm ơn cái tình yêu của bạn dành cho nghệ thuật tuồng. Mỗi một loại hình nghệ thuật thì đều có những cái yêu cầu về việc biểu diễn khác nhau và các cái hình tượng, nhân vật cố định. Vậy thì đối với tuồng ấy, thì cách biểu diễn của tuồng nó như thế nào? Nó có yêu cầu gì không? Trong nghệ thuật tuồng thì nó đòi hỏi thanh, sắc, thục, tinh, khí, thần, năm yếu tố. Thanh là giọng hát, sắc là ngoại hình ấy, thanh, sắc, thục, thuần thục. Thục nghĩa là thuần thục trong động tác và trong cái cách phối hợp của bạn diễn và diễn viên, và thuần thục trong cái ý diễn của mình. Tinh là cái tinh ý, ví dụ là thầy bà lên sân khấu mà truyền thụ cho mình phải tinh ý, mình bắt được ngay. Thần là cái thần thái khi mà mình biểu diễn cái vai diễn, cũng như là các cái động tác, cái làn điệu hát, nó hòa quyện vào với nhau, nó tạo nên một cái chất lượng nghệ thuật tốt. Đấy là cái yêu cầu không thể thiếu cho nền nghệ thuật kịch hát nói chung và diễn viên tuồng nói riêng. Mình thường thấy là khi mà các diễn viên tuồng ra sân khấu chào ấy, thường hay có cái điệu tay là hay có cái điệu tay nào đó nó rất là nhìn rất là quen thuộc và hầu như ai cũng làm như vậy, thì đấy có phải là cái yêu cầu trong cái biểu diễn tuồng hay không? Nếu đối với nghệ thuật tuồng ấy thì trước khi mà ra sân khấu thì cái động tác xoay người quay ra sân khấu đấy là một cái động tác mà để phân biệt được làm em là Hiệp, tôi là Hiệp ở trong ở ngoài đời. Và khi mà mình đã xoay người, mình bước vào trong một cái không gian khác, đấy là chuyển đổi không gian giữa đời thực và diễn viên ở trên sân khấu, một vai diễn ở trên sân khấu, nó làm thay đổi không gian để khán giả tưởng tượng được rằng ông Hiệp ví dụ không có sân khấu, diễn ở một cái mảnh đất thôi, diễn ở một cái khổ đất thôi, thì ở ngoài này em có thể là Hiệp, nhưng mà sau khi mà em đã kiểu làm động tác xoay người đi vào trong một cái không gian khác, thế đấy là cái nhân vật rồi mà tôi đang thể hiện và trình diễn rồi. Thế ngoài cái động tác đấy ra thì trong tuồng nó còn những cái yêu cầu động tác nào khác không? Trong nghệ thuật tuồng, người ta gọi là nghệ thuật bác học, thì tất cả các động tác, các làn điệu của tuồng nó đi vào khuôn khổ rồi. Ví dụ là chào này là phải chào thế này, chỉ là phải chỉ thế này. Đấy là cái khuôn khổ của nghệ thuật tuồng. Rồi tất cả các động tác, các cái ý diễn và các cái làn điệu hát của tuồng đều khi mà người diễn viên sử dụng ấy, nó phải gắn liền với cái tình huống kịch. Khi nào mà anh sử dụng là chào, khi nào mà anh sử dụng là mời ra, khi nào mà anh sử dụng là khán nhìn, tất cả đều đi vào khuôn khổ và đều theo cách biểu diễn của diễn viên. Đấy được coi như là cái quy định biểu diễn trong tuồng phải không? Đúng rồi ạ. Tuấn Hiệp này, trong các cái vở diễn của nhà hát tuồng Việt Nam ấy, thì bạn thường tham gia các cái vai chính diện. Vậy thì cái vai nào để lại cho bạn ấn tượng nhất? Một cái vai diễn mà Tuấn Hiệp ấn tượng nhất và cũng là thích nhất là một vai anh Lê trong vở diễn Tình Mẹ. Nói về một người chiến sĩ cách mạng đã hy sinh cả tình yêu và cả gia đình của mình để cống hiến cho cái nền độc lập tự do của dân tộc. Thì Tuấn Hiệp rất là thích và cũng rất là cảm xúc khi mà được diễn cái vai anh Lê đấy. Tuấn Hiệp thân mến, bạn đã nhận được giải diễn viên trẻ xuất sắc trong cuộc thi Tài năng trẻ tuồng và dân ca kịch toàn quốc vào năm 2020 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức. Vậy thì khi nhận được giải này thì bạn có cảm xúc như thế nào? Khi nhận được giải này thì tôi cũng rất là bất ngờ và một phần cũng là may mắn. Tại vì cá nhân tôi thì tôi cũng đã nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt vai diễn của mình. Cá nhân tôi được giải diễn viên xuất sắc nhất của hội diễn thì tôi cũng rất là vui. Tại vì vui vì cái thành quả của mình cống hiến cho nghệ thuật và những cái nỗ lực của mình được khán giả và cũng như là được ban giám khảo cũng như hội đồng ghi nhận. Là một người con quê hương Hưng Yên thì Tuấn Hiệp cảm nhận như thế nào về tình yêu của người dân Hưng Yên đối với các loại hình nghệ thuật truyền thống, trong đó có tuồng? Trước hết là mình là người Hưng Yên, rất là tự hào và rất là có một cái gì đấy xúc động khi mà đi đến đâu hay là đứng trên bất kỳ một sàn diễn nào, tôi luôn tự hào là một người con Hưng Yên. Và tôi cảm nhận thấy các bà con Hưng Yên cũng là rất là yêu nghệ thuật truyền thống. Tại vì qua những cái lần diễn tại địa phương ấy thì tôi cảm thấy bà con rất là đón nhận, rất là nghĩa là đi xem mà cảm tưởng đi diễn ở sân đình thôi ấy, mà bà con khán giả ngồi chật lích, chật kín luôn và rất là hưởng ứng và vỗ tay. Là một diễn viên trẻ tuồng thì bạn có mong muốn điều gì? Là một thế hệ trẻ nhất của nhà hát tuồng hiện tại thì tôi rất là mong muốn cái nghệ thuật tuồng của mình được đến gần hơn với khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ trong cái thời buổi hội nhập văn hóa hiện nay.
các cái nền văn hóa toàn cầu nó đang bị lấn áp cái nền nghệ thuật truyền thống của Việt Nam. Tôi đối với cá nhân tôi cũng như tất cả các bạn đang là diễn viên hay nhạc công hay đang hoạt động trong các đơn vị nghệ thuật truyền thống thì rất là mong muốn các bạn khán giả trẻ hãy tìm hiểu và yêu cái nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Đấy là một cái bản sắc không thể thiếu trong mỗi đất nước, mỗi quốc gia và mỗi dân tộc. Và khi mà mình yêu bản sắc dân tộc của mình thì chính là mình yêu dân tộc của mình, phải không? Xin cảm ơn bạn. Quý vị và các bạn thân mến, tuồng là một loại hình văn hóa dân gian độc đáo của Việt Nam. Tuồng chính là văn chương Bác Học kết hợp nhuần nhuyễn với văn chữ Hán và văn nôm. Tuấn Hiệp đã lựa chọn tuồng làm nghiệp diễn của mình và ngày càng khẳng định được niềm đam mê cũng như là tâm huyết với nghệ thuật tuồng. Xin chúc cho Tuấn Hiệp ngày càng có nhiều đam mê và thành công hơn nữa trong các vai diễn của mình. Xin cảm ơn Tuấn Hiệp đã dành thời gian trò chuyện với khán giả của chương trình Gương Mặt Nghệ Sĩ Hưng Yên ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào các chương trình lần sau. Tướng quân truyền khởi quyền. Hoàng hậu, Lê Hoàn không biết trước
hoàng hậu tới thăm nên việc tiếp ngân có phần khiếm lễ. Khách sảnh đang rộng mở, mời hoàng hậu vào trong. Mời tướng quân. Thưa hoàng hậu, không biết có chuyện gì mà hoàng hậu lại hạ cố tới tư dinh của hạ thần. Xin tướng quân hãy gọi ta là Vân Nga như thuở ban đầu khi hai ta gặp nhau trên cầu sông Cái. Thuở ta là thiếu nữ thôn ươm tơ dệt vải, chưa được rước vào cung làm hoàng hậu của vua Đinh. Thưa hoàng hậu, nếu vậy tôi sẽ mắc vào nghiêm luật của triều đình, đó là tội phạm thường khi quân. Nhưng đây là dinh của tướng quân mà. Đã là hoàng hậu thì dù có xuất hiện ở nơi đâu, lệnh bà vẫn cứ là hoàng hậu. Xin lệnh bà đừng để Lê Hoàn phạm tội, dám gọi tính danh của hoàng hậu đương triều. Thôi được, ông muốn thế tùy ông, ta cũng không làm khó. Hôm nay ta đến đây để tạ ơn và có chút băn khoăn muốn sáng tỏ cùng ông. Lê Hoàn tôi có giúp được gì đâu mà hoàng hậu tạ ơn. Ơn giải cứu ta ở dốc Quèn Thông hôm ấy. Chuyện xảy ra hôm đó chỉ là cuộc gặp gỡ tình cờ. Vậy ông cho ta hỏi một điều, hẳn là ông sẵn lòng chia sẻ. Mời lệnh bà cứ hỏi. Vì sao ông mãi sống độc thân? Thưa hoàng hậu, nhờ tài đức của Đinh Tiên Hoàng đế mà muôn nhà thoát khỏi loạn ly. Giang sơn giờ tuy ổn cố hơn xưa, nhưng nước Đại Cồ Việt quân binh chưa đủ mạnh. Giặc ngoại bang vẫn dập dình xâm lấn, nên tôi phải lo tuyển tướng mộ binh thao luyện xa trường. Vì vậy mà chưa thể tìm người sửa túi nâng khăn. Thưa hoàng hậu, ông vừa dối ta và dối cả lòng mình. Lê Hoàn nói lời tận tâm can, sao lệnh bà bảo rằng giả dối? Vậy ông nghe ta hỏi đây. Như ở nước Đại Cổ Việt ta hiện giờ, người đó chính là hoàng thượng. Đúng, hoàng thượng ngày đêm lo cho quốc thái dân an, vậy mà vẫn nghĩ tới bản thân đã tấn phong cho mình năm hoàng hậu. Còn ông lại bận việc quân cơ đến nỗi không có thời gian để tìm cho mình người tri kỷ kết duyên. Vậy thì ông nói thật lòng mình hay cố tình nói dối? Ngày xưa ở trên quê nội, khi gặp nàng thôn nữ họ Vương, Lê tướng quân đã ví nàng như cánh phượng hoàng, có bộ lông ngũ sắc đẹp lung linh dưới tia nắng hà. Nàng thôn nữ họ Vương
chiếu mệnh ở thượng thiên, ta không cho họ lên dương thần. Có phải vì vậy? Hạnh phúc xây tổ ấm bên sườn non xíu xít.
động tiếng suối reo. Người mắc nợ, xin nhận một lệnh này mà tha tội cho tôi. Kìa, hoàng hậu không nên làm thế. Giữa tướng quân với Vân Nga duyên không còn, nhưng nợ càng chồng chất. Món nợ đó dẫu có sống hai cuộc đời, Vân Nga cũng không trả hết nổi. Xin ông hãy vì tôi, xin ông hãy vì tôi mà tìm cho mình người nâng khăn rửa tôi. Ông xâm định phần duyên, tôi bắt niềm khắc khoải với hoàng thượng. Vân Nga không có tội, nhiều nơi tướng quân sẽ mới chịu lòng Nam Việt Vương à? Mời Nam Việt Vương vào. Dạ. Xin chào Nam Việt Vương. Đình Liên tôi xin kính chào hoàng hậu, chào ông thập đạo tướng quân. Mời Nam Việt Vương vào. Mời thập đạo tướng quân. Đình Liên tôi tới đường đột thế này, chẳng hay có làm dang dở câu chuyện của tướng quân vào hoàng hậu. Không sao, hôm nay ta đến đây để tạ ơn tướng quân, ơn giải cứu ta ở dốc Quèn Thông. Hôm ta lên chùa Vân Sơn lễ Phật. Sao? Có chuyện đó sao? Thích khách tới từ đâu rồi gây chuyện? Có bắt được tên nào không ông thập đạo tướng quân? Khi tôi tới nơi, chúng đã thoát khỏi Quèn Thông. Tới giờ này vẫn chưa thể tìm ra manh mối. Không thể tin chuyện đó có thể xảy ra được.